san sẻ yêu thương. Chúng ta không thể sống thoải mái nếu không thỏa mãn các nhu cầu vật chất. Trong cuộc sống bình thường, chỉ cần một sự mất cân đối do thu nhập giảm thấp hay vật giá tăng cao bất ngờ, lập tức ta sẽ cảm nhận được ngay những áp lực của các nhu cầu vật chất. Nhưng sự thật là rất ít người nhận ra được tầm quan trọng cũng không kém của những nhu cầu tình cảm. Chúng ta yêu thương và được yêu thương như một phần tất nhiên, không thể thiếu được trong đời sống. Nhưng khi chưa phải rơi vào hoàn cảnh bế tắc nào đó về tình cảm, thì chúng ta hầu như rất ít khi nhận ra được điều này. Nhưng khi chưa rơi vào hoàn cảnh bế tắc, vì thế chúng ta thường quan tâm đến những con số trong thu nhập hàng tháng, nhưng lại rất hiếm khi lưu tâm đến việc đáp ứng các nhu cầu tình cảm. Mỗi người chúng ta đều có một hoàn cảnh kinh tế khác nhau, cũng như những mức độ thu nhập khác nhau. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều giống nhau ở một điểm là có thể làm việc để tạo ra của cải vật chất hay tiền bạc, tùy theo mức độ cố gắng và tài năng cũng như môi trường làm việc của mỗi người mà chúng ta nhận được những khoản thu nhập khác nhau. Nhưng chỉ cần có sự nỗ lực thật sự thì tất cả chúng ta ai cũng có thể làm ra tiền bạc. Tương tự như thế, mỗi người chúng ta cũng sinh ra trong một môi trường tình cảm khác nhau. Có người may mắn được sống trong sự yêu thương đùm bọc của tất cả những người thân, nhưng cũng có người sinh ra đã thiếu thốn tình cảm, hoặc mất cha, hoặc mất mẹ, hoặc gia đình ly tán. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều giống nhau ở một điểm. Mỗi chúng ta đều có khả năng cải thiện môi trường tình cảm quanh mình. Như đã nói, yêu thương và được yêu thương là hai mặt không tách rời nhau, cùng là một vấn đề. Vì thế, bạn không thể ngồi đó mà than thở về việc chẳng có ai thật sự yêu thương mình. Nếu bạn mở rộng lòng yêu thương người khác, điều chắc chắn là bạn cũng sẽ nhận được những sự yêu thương như thế. Nhưng nếu bạn chưa thật sự mở lòng yêu thương, thì ngay cả có ai đó yêu thương bạn, bạn cũng không có khả năng cảm nhận được tình cảm chân thành ấy. Khi bạn thành công trong công việc và làm ra dồi dào tiền bạc, bạn mới có thể dễ dàng chia sẻ với người khác. Cũng vậy, bạn chỉ có thể san sẻ yêu thương cùng người khác khi tự thân mình đã có được lòng thương yêu chân thật. Khi ấy, tình thương có thể giúp bạn thực hiện được ngay cả những điều rất khó khăn hoặc tưởng chừng như không sao làm được. Sự thật, quanh ta luôn có vô số những cơ hội để yêu thương mọi người. Nếu ta không nhận ra được những cơ hội ấy, đó chỉ vì tâm hồn ta đang còn khép kín. Hãy mở lòng ra, và bạn sẽ thấy là cuộc sống này còn có rất nhiều điều cần khám phá trong nội tâm mọi người. Mặc dù quanh ta còn có rất nhiều khó khăn và những điều không vừa ý, nhưng có một sự thật là từ trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người chúng ta vẫn luôn có một sự khát khao yêu thương và được yêu thương. Nếu ta luôn biết mở lòng yêu thương để được người khác thương yêu, thì tất cả những khó khăn hay những điều không vừa ý kia sẽ chẳng bao giờ có thể làm cho cuộc sống của ta trở nên bi quan, ảm đạm. Trái lại, chúng ta còn có thể sớm nhận ra được một điều là mọi giá trị vật chất đều không trường tồn.
Những tình cảm chân thật mà ta có được sẽ luôn theo ta cho đến cuối cuộc đời.